Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đức nói với Bộ trưởng Lương Tâm Quang không được tái diễn vụ việc tương tự Trịnh Xuân Thành. Như Thời báo chấm đã đưa tin trước đây 2 tuần, đài BBC Tiếng Việt mới đây đã được Bộ Nội vụ Đức trả lời những câu hỏi, trong đó xác nhận các quan chức an ninh Đức đã cảnh báo Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang rằng những vụ việc như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thành không được tái diễn. Đại diện Bộ Nội vụ Đức nói với BBC Tiếng Việt rằng vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017 và các vấn đề nhân quyền đã được nêu lên trong cuộc họp kéo dài một tiếng giữa hai bên vào ngày 28 tháng 10 tại trụ sở Bộ Nội vụ Đức ở Berlin. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tâm Quang và Quốc vụ Khanh Bộ Nội vụ Đức Henschel. Một điểm đáng chú ý là thông báo của Bộ Công an Việt Nam và thông tin của Bộ Nội vụ Đức về nội dung cuộc gặp giữa hai bên có những điểm bất đồng. Cụ thể, Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công an viết rằng, ngày 28 tháng 10, ông Lương Tâm Quang đã có các cuộc hội đàm với Bộ Nội vụ và Cơ quan tình báo Đức. Và trong các cuộc hội đàm này, hai bên đã nhất trí thúc đẩy ký kết Hiệp định Tương trợ Tư pháp Hình sự, Hiệp định Dẫn độ Tội phạm và Hiệp định Chuyển giao người bị kết án phạt tù. Như vậy, có thể hiểu là Việt Nam và Đức đã đồng thuận thúc đẩy việc ký kết ba hiệp định, gồm có Hiệp định Tương trợ Tư pháp Hình sự, hiệp định dẫn độ tội phạm, hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù. Đây đều là những hiệp định cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam và Hà Nội đã nhiều lần hối thúc Berlin ký kết. Như vậy, nếu những hiệp định trên được ký kết, thì việc đưa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là đã bỏ trốn sang Đức về chịu án có thể sẽ được thực hiện dễ dàng hơn nhờ vào sự hỗ trợ của Đức. Tuy nhiên, phía Bộ Nội vụ Đức đã chia sẻ những thông tin khác với những gì Bộ Công an Việt Nam công bố như được nêu ở trên. Và đây là hình bà Nguyễn Thị Thanh Nhạc. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho BBC biết về nội dung cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tâm Quang và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Đức Henschel. Cuộc hội đàm giữa họ tập trung vào các vấn đề hợp tác song phương và quốc tế, đặc biệt là về an ninh và thực thi pháp luật, chẳng hạn công tác chống buôn người và ma túy. Trong bối cảnh đó, vấn đề tình hình nhân quyền Việt Nam cũng được đề cập. Khi được hỏi về việc Liệu có hay không, chuyện Việt Nam và Đức nhất trí thúc đẩy hiệp định tương trợ tư pháp hình sự, hiệp định dẫn độ tội phạm và hiệp định chuyển giao người bị cách án phạt tù như thông báo của phía Bộ Công an Việt Nam, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức đã trả lời như sau. Việc dẫn độ những cá nhân cụ thể và việc ký kết các thỏa thuận cho phép thực hiện điều đó đã không được bàn tới. Việc trục xuất các cá nhân cụ thể và các thỏa thuận liên quan nằm trong thẩm quyền của Bộ Tư pháp. Như vậy, theo Bộ Nội vụ Đức, vấn đề ký kết này đã không được bàn tới trong cuộc gặp giữa hai bên, trái ngược với những gì Bộ Công an tuyên bố là hai bên nhất trí thúc đẩy ký kết. Và đây là hình ông Trịnh Xuân Thanh trước khi bị bắt cóc tại Đức. Thêm nữa, các quyết định liên quan tới những thỏa thuận này lại thuộc thẩm quyền Bộ Tư pháp Đức chứ không phải Bộ Nội vụ hay cơ quan tình báo Đức. Chuyến công tác của ông Lương Tâm Quang diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồng đoán về khả năng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cựu chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, người đang trốn lệnh truy nã, sẽ sớm bị đưa về nước vì Việt Nam liên tục thể hiện quyết tâm truy bắt bài nhạc. Đặc biệt, trong email trả lời BBC News trên, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết vụ Trịnh Xuân Thanh đã được đề cập trong cuộc gặp với Đại tướng Lương Tâm Quang. Cụ thể, một điều đã được nêu rõ là những vụ bắt cóc như vậy không được phép tái diễn. Như vậy, sau hơn 7 năm, phía Đức vẫn tiếp tục đưa ra thông điệp rõ ràng, thẳng thắn về các hành xử của Việt Nam trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đức cũng lên án hành vi bắt cóc trắng trợn của an ninh Việt Nam và nói rằng đây là điều không thể chấp nhận được. Việc Bộ Nội vụ Đức nhắc lại vụ Trịnh Xuân Thanh với Bộ trưởng Lương Tâm Quang và nhấn mạnh không được phép tái diễn cho thấy với Đức đây vẫn là khúc mắt và nước này sẽ không dung thứ cho hành động tương tự. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin đất nói với bộ trưởng lương tâm quang không được tái diễn vụ việc tương tự trịnh Xuân thành xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới kim vũ xin kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin hoa kỳ cần cứng rắn trong vấn đề việt nam dùng tù nhân chính trị làm quà đổi cha ngày 8 tháng 11, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Trung Âu về các vấn đề châu Á, David hết bình luận như sau. Hoa Kỳ cần chấm dứt chấp nhận những món quà nhân quyền của đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết được dịch và đăng trên AFA tiếng Việt. Và đây là hình bài trên AFA. Tác giả David cho rằng, thật đáng khích lệ khi đọc thông tin về việc tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức từ chối lệnh ân xá của Chủ tịch nước khi những kẻ giam giữ nói với ông rằng ông được tự do ông đã được trả tự do trước thời hạn vào cuối tháng 9 vừa qua, sau 16 năm giam cầm. Tác giả dẫn lời của ông Thức cho biết, tất nhiên, ngay lập tức tôi từ chối nhận đặc xá và không ký vào đơn từ nào cả. Lý do là vì tôi phải được trả tự do theo đúng quy định mới của Bộ Luật Hình sự hiện hành về hành vi mà tôi bị cáo buộc vi phạm, chứ tôi không cần ra tù nhờ sự đặc xá đó. Ông Thức cho biết thêm, nhà tù phải cho 20 người vào khiên tôi ra khỏi cổng nhà tù trước sự phản đối của các anh em tù chính trị ở đó rồi đưa tôi lên xe ra sân bay Vinh. Cuối cùng, tôi bị buộc phải lên máy bay trong chuyến muộn vào Sài Gòn. Tôi bị ép chấp nhận đặc xá, một điều vô tiền khoáng hậu. Và theo ông Thức, đây là cưỡng bức đặc xá. Tác giả nhắc lại, ông Thức và bà Hoàng Thị Minh Hồng, một nhà vận động môi trường, được trả tự do một ngày khi Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đáp máy bay đi New York để phát biểu tại Liên Hiệp Quốc và gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Khá rõ ràng là việc trả tự do cho tù nhân là một khoản đặt cọc từ chính phủ cộng sản ở Hà Nội để cho thấy thiện chí. Hà Nội nghĩ là Washington sẽ thích điều mà họ thấy. Tác giả cho hay, ông Thức và bà Hồng không phải là những tù chính trị đầu tiên mà đảng Cộng sản đưa ra như món quà nhân quyền làm hài lòng người Mỹ. Một số người khác như Trần Thị Nga đã bị đẩy đi lưu vong ở Mỹ sau khi được ân xá có lẽ Washington đã cho Hà Nội biết, ít nhất là trong bí mật, rằng họ hài lòng trước những sự kiện này. Washington chưa bao giờ có ý gì khác. Tác giả nhận xét, sự trao đổi này cho thấy sự thiển cận của Washington đối với hành vi đàn áp của đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Biden có lẽ vẫn sẽ nói với ông Tô Lâm tại New York rằng không có gì là quá khả năng khi chúng ta làm việc cùng nhau, ngay cả khi không có việc trả tự do cho một vài người tù chính trị. Washington không nên chấp nhận những người tù từ phía Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng đã kiểm soát tòa án, cho phép việc bỏ tù bất cứ ai dám thách thức quyền lực của đảng. Theo tác giả, một ai đó bị cầm tù vì dám lên tiếng về quyền của họ, phải được ít nhất khẳng định sự vô tội của mình trước kẻ đàn áp họ. Và đây là hình cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng một tù nhân chỉ được trả tự do sớm qua ân xá và bị ép phải chấp nhận ân xá thì người tù đó và ít nhất đã chấp nhận có tội. Đây không phải là một tuyên bố vô tội, nó là một món quà tự do từ một thế lực đàn áp. Lệnh ân xá của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ pháp hóa sự chuyên chế trước đó của đảng. Tác giả nhấn mạnh, sẽ có ít hơn nếu Hoa Kỳ nói rằng họ chỉ chào đón việc trả tự do cho các tù chính trị nếu Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên trắng án cho họ không phải là ân xá. Đảng Cộng sản Việt Nam có thể ân xá toàn bộ tù chính trị vào ngày mai, và thả toàn bộ theo một đề nghị nào đó. Nhưng hành động đó chỉ làm cho việc tăng gấp đôi số tù nhân vào ngày tiếp theo trở nên dễ dàng hơn. Cuối cùng, chỉ có pháp quyền thật sự mới giúp ngăn cản điều này. Tác giả lưu ý, Washington không nên cho phép Việt Nam làm giảm giá trị của pháp quyền để thúc đẩy quan hệ song phương. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hoa Kỳ cần cứng rắn trong vấn đề Việt Nam dùng tù nhân chính trị làm quà đỡ chát. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.